Hai anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sửa lỗi Propulsion Aero trên con DJI Avatar. Như các bạn thấy đó, con Avatar này đang bị lỗi Propulsion Aero và hiện đèn màu đỏ đứng. Đầu tiên là mình phải xác định được con motor nào đang bị lỗi. SC của Avatar thì nó làm việc theo cặp, nghĩa là khi bị lỗi thì nó sẽ ngừng hoạt động hai motor trước hoặc hai motor sau. Để xác định được motor nào bị lỗi thì chúng ta bật con Avatar lên. Lúc khởi động thì các bốn motor này cùng lắc. Nhưng mà ở lần lắc cuối cùng ấy, nếu mà bốn cái motor cùng lắc thì là ổn. Còn nếu mà hai motor trước lắc, hai motor sau không lắc, nghĩa là một trong hai motor sau bị lỗi hoặc là cả hai con motor sau đều bị lỗi. Ok, bây giờ đến cái nguyên lý của cái con Avatar này, đó là khi ở trạng thái bình thường không bị lỗi mà bạn tháo một con motor ra thì nó sẽ hiện lên ba lỗi propulsion. Nếu bạn đang có sẵn một lỗi propulsion, bạn tháo đúng con motor ra thì nó sẽ hiện ra là ba lỗi propulsion. Còn nếu mà bạn tháo không đúng con motor thì 3 cộng 1 sẽ hiện 4 lỗi propulsion. Xác định được cái cặp lỗi motor bị propulsion, bây giờ mình tháo thử một con motor ra để xem phải đúng con motor bị lỗi propulsion đó không nha. Đây, con Avatar đang khởi động. Camera ngóc lên ngóc xuống. Vào Start Status và mình đếm 1, 2, 3, 3 lỗi propulsion. Vậy là mình đã tháo đúng con motor đang bị lỗi propulsion nên nó hiện đúng 3 lỗi propulsion. Ok, bây giờ mình thử hàn lại cái dây vào trong con ESC. Dây motor vào ESC. Mối hàn của Avatar thường hay bị lỗi, mình sẽ gặp rất nhiều trường hợp nó hàn không đúng. Mình cố gắng đút cái dây vào cái lỗ như thế này, chứ không phải là đặt cái dây lên trên cái mối hàn. Hàn nó sẽ không chắc chắn và lỗi propulsion rất là dễ trở lại. Ok, sau khi hàn lại một cách chắc chắn và đẹp như thế, mình sẽ thử bật con Avatar lên để xem cái lỗi có phải do mối hàn hay không nha. Rồi, lỗi đã hết, cái lỗi propulsion không còn, SC propulsion aero không còn nữa. Cái lỗi này, cái lỗi chưa gắn cảm biến bụng thôi, mình gắn vô là nó hết. Cái nguyên do nữa gây dẫn đến cái lỗi propulsion đó là cái vỏ bảo vệ này. Cái lỗ mà để đi xỏ dây thì nó rất là chặt. Nó rất là nhỏ và sẽ gây dễ hiện tượng là làm tụt dây, làm mối hàn nó bị bung hay là tiếp xúc không tốt, dẫn đến lỗi propulsion, nên mình đã mài giũa cho nó rộng ra, mình làm lỗ rộng ra. Một cái nguyên nhân khác làm hiện lên lỗi propulsion đó là con motor bị đứt một dây pha. Con motor nó thường hay được quấn theo mạch tam giác nên đo bằng đồng hồ multimeter thường là không có ra đâu. Để kiểm tra được, các bạn hàn vô FC, mạch FC nào đó rồi test cho nó quay. Ở vòng tua nhỏ nếu nó quay được á, thì là tốt. Còn nếu mà nó kiểu nó dịch nó không quay được á, thì đó là motor có vấn đề. Một cách kiểm tra motor khác nữa đó là bạn có thể kiếm một cái motor khác 4S hay 6S cũng được mà đang còn tốt, hàn vào vị trí đó. Nếu lỗi propulsion mà biến mất, chứng tỏ là cái con motor lỗi kia có vấn đề, bị đứt dây pha hay gì đó.